Thưa quý vị, ngày hôm nay 25 tháng 10, Trung tướng Tô Ân Sô, tránh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ Công an khẳng định một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng cơ quan điều tra sẽ tiến hành xử lý tiếp một số tập đoàn doanh nghiệp kinh tế lớn là thông tin giả, sai sự thật. Theo ông Sô, thì việc xử lý các vụ xảy ra tại công ty Việt Á, công ty cổ phần tập đoàn FLC, công ty cổ phần tập đoàn Tân Hoàng Minh, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư An Đông, nhằm góp phần bảo đảm thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường tài chính, ngân hàng hoạt động ổn định, lành mạnh, minh bạch, an toàn và phát triển bền vững, bảo vệ lấy hợp pháp của người dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp. Tuy nhiên, lợi dụng việc Bộ Công an xử lý một số vụ án như trên, thời gian gần đây xuất hiện tình trạng một số người đăng tải, phát tán nhiều tin giả, tin sai sự thật liên quan đến kinh tế, tài chính, tiền tệ. Trung tướng Tuân Sô khẳng định bộ công an sẽ tiếp tục xác minh điều tra xử lý nghiêm những người có hành vi đưa tin thất thiệt không chính xác gây hoang mang dư luận tác động tiêu cực đến an ninh kinh tế tài chính tiền tệ an ninh đầu tư